Vale. Phải có cái người có tiết tấu trong người thì mới ấy được. Có thể là bạn đó. Không, em nghĩ là được á. Em nghĩ là được. Em nghĩ hát hay á, không thể không hát hay. À, cái nghề bạn làm và mọi thứ bạn thể hiện được cái cá tính của bạn á, cái gì nó ra cái đó. Hạnh phúc trong tầm vẫn. Hạnh phúc trong tầm vẫn. Hạnh phúc trong tầm vẫn. Đã không còn tới khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ bỏ mặc nhau hững hờ để tiếng yêu giang bơ rồi thời gian xóa mờ mãi vô tình đến bây giờ nhận ra hai đứa. Sống luôn vội vã với bao nghiệt ngã, số cuộc ta miệt mài. Một bước chân trượt ngã đã trôi thật dài, lạc mất nhau ngày mai. Còn mãi khung trời đó mình gặp nhau lúc đầu, ngày tháng thơ mộng đó sẽ ghi lại biết bao điều để nhớ một thời ta đã yêu. Thì thời ta đã lỡ lìa xa bên bờ, đời lên đời sông vỡ buồn trôi lững lờ, cuộn mình trong nỗi nhớ cho đến bao giờ mình mất. Xuân nay đã chết vàng phải não nề để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi trong đêm buồn, để lại bao hối tiếc ghi khắc tên người gọi mãi. Ê, mặc đồ tình nhân. À, em bây giờ chị sẽ trao lại cái chức trưởng môn nhân cho em nhé. Không được, cái này phái nữ, cái này phái nam, không được, phải chờ đợi. Chết rồi, bây giờ là không được á, chưa trao lại chức được rồi. Rồi chị xin lỗi em rồi nha. Nhưng mà phải công nhận bà này hát dễ chịu. Quá dễ thương, vừa dễ thương vừa vui mà cảm xúc nồng nàn lắm. Mặc dù thỉnh thoảng nó cũng vô được chút xíu. Lâu vô được một hai chữ. Đó. Em hát như là Wolverine vậy đó. Người sói á. Thiệt á, anh chưa bao giờ anh thấy một cái người nào mà hát như em á. Cao quá đúng không em? Cao quá em phải rướng lên. Rồi cũng không có tới luôn á. Mà không cái giọng, cái luôn. Giọng vậy mà bài đặt rap chi. Hồi nãy là chị Vũ Cát Tường khen em khủng khiếp luôn á. Khen một cái người mà phải có nhịp như thế nào đó mới có thể là nhép được như vậy. Rồi anh Trấn Thành cũng đưa em lên mây luôn vậy đó. Ghê lắm mấy quá con người trời, tôn vinh đứa lắm. Ai mặt. Ngờ em ra em dùi dập họ tan hát. Nói rồi. Cái gì quá hoàn hảo là vô cùng nguy hiểm. Em ơi, tên gì, công việc của em là gì? Dạ em tên là Quang Nhật, em là sinh viên ạ. Trường gì em? Dạ em học trường Hutet ạ. Thật quá, không phải trường tôi. Thiệt. Anh nói thiệt, em hát rất là dễ thương. Đáng dễ yêu thương, lắm luôn. Đáng yêu khủng khiếp. Tại vì sao biết không, em hát bằng tất cả cái sự đam mê của mình, bằng tất cả cái sự hồn nhiên của em ở đây. Thiệt á. Mà chính cái sự tự nhiên đó, nó mới là cái điều làm cho em đáng yêu. Hôm nay được cái bạn nào hát cũng nhìn La Phong hết hả? Ừ. Cảm ơn em đã đến với chương trình, rất dễ thương. Thưa quý vị, như vậy là ở cái vòng thi thứ hai này, đội của Trường Giang đã đoán chính xác. Chúc mừng!